Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với lại nội dung tiếp theo trên kênh Vùng Trời Tây Bắc của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tại một cái phiên chợ của xã thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thì các bạn ở các cái tỉnh phía dưới cũng như là thủ đô Hà Nội mà di chuyển lên thành phố Lào Cai thì bằng hai con đường. Con đường thứ nhất được gọi là con đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, cũng vừa mở được cách đây vài năm, thì rút gọn các cái khoảng cách của con đường số 2 rất là nhiều. Con đường số 2 thì được gọi là con đường quốc lộ 70 mà chạy từ Hà Nội lên Việt Trì, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai. Thì cái con đường này trước đi rất là xa và bây giờ đã có một cái con đường cao tốc Nội Bài rút gọn khoảng cách rất là nhiều. Các bạn đến Lào Cai thì đi di chuyển thì nó cũng chỉ gần một buổi thôi là đến đây rồi. Thì cái tuyến đường 153 chạy lên huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai thì nó nối liền với con đường. Bây giờ là mình với các bạn đi vào khám phá cái phiên chợ này. Thì giới thiệu với qua với các bạn là cái phiên chợ này được họp 2 ngày trong tuần, và thứ năm và chủ nhật hàng tuần các bạn ạ. Mặc dù nó là một cái phiên chợ của xã được họp 2 ngày trong tuần nhưng mà nó cũng khá là đông và bán cũng khá là đầy đủ các loại mặt hàng. Trước mặt các bạn đây là cái quầy hàng bán giày dép rất là nhiều. Trước đây thì chỉ có 1-2 gian hàng thôi nhưng mà bây giờ được người ta mở rộng ra rất là nhiều rồi. Thì ở trong cái khu vực của huyện Bắc Hà này thì chủ yếu ở khu bên dưới xã này. Cái phiên chợ này là anh em đồng bào dân tộc Kinh này, với lại Nùng, Tày này, Mông này, Dao đều đủ cả các bạn ạ. Còn một số các cái dân tộc mà thiểu số ít người hơn nữa thì lại ở khu phía trên cơ. Bởi vì đây là một cái xã vùng thấp thuộc huyện. Thì bây giờ mình đang đi tiến vào cái dãy hàng ẩm thực. Theo như mình quan sát ấy, thì bây giờ một số quán người ta cũng mở rộng ra rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ cái dãy hàng ẩm thực ở đây thì nó cũng không được đông như trước thì phải. Bởi vì là trước thì mình cũng có đi xa quê một thời gian. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là từ bên này đi sang bên kia thì trước nó là một cái dãy hàng phở cơ. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ là bên này có 1-2 cái cứ gọi là cửa hàng đi. Bây giờ là không thấy họ làm nữa bởi vì khách ăn cũng rất là ít. Rồi mình với các bạn đi tiến vào bên kia. Thì bây giờ thì nó cũng tầm khoảng 8 giờ sáng. Bây giờ mới thấy bán rau riếc ở đây. Thế em ở tận đâu xuống đây bán? Chứ mấy cái chợ trước anh không thấy thì phải đúng không? Hả? Nhưng mà em ở xã nào ấy? Ở đâu? À là ở trên Lai Le hay là ở trên Bản Mè Thượng? Em mới nói bé lắm, mình cũng chẳng nghe thấy gì. Đây bây giờ các cái dãy hàng rau kia được bày bán ở đây. Ở đây mình để ý thì thấy có một cái quán đây thì cũng đông nhất trong số tất cả cái quán ở trong chợ thì phải. Mọi người đang ăn phở rất là nhiều. Ở bên này thì mình thấy là hầu như là anh em đồng bào dân tộc Mông nhà mình là nhiều. Bởi vì ở trên này thì cũng có một số cái thôn ở rất là cao, người ta cũng phải xuống đây từ rất là sớm. À, chào ông nhá. Vâng. Vâng, chào anh em nhá. Chào sáng à. Chào sáng mà chưa thấy đỏ mặt thế nào này. Anh em đang chào sáng. Đôi vợ chồng nhà này tình cảm thế nhỉ. Anh chị ở thôn nào đấy? À Bản Lắp à? À Bản Lắp thì thuộc Nậm Đét chứ nhỉ. Xuống đây chợ xa hơn. Nậm Đét thì lại không có chợ. Quán bên này cũng rất khá là đông các bạn ạ. Đấy, mọi người đang ăn sáng. Ở đây thì trước đây cũng là bán phở nhưng mà bây giờ thì người ta lại không bán nữa rồi. Giờ người ta lại đi bán cái loại mặt hàng này.
Giờ mình với các bạn đi tiến vào bên cái chỗ mà hàng rau ấy. Rau củ quả ở đây bán cũng rất là nhiều. Dọc từ đây đi sang phía bên kia thì hầu như là bán rất là nhiều nhiều loại rau này, rau củ quả này. Ở dưới này thì các cái nhà hàng quán phở này, rồi là bán tất cả mọi thứ thì hầu như là đều là 100% là người Kinh vậy. Mình để ý thấy là toàn là người Kinh thôi. Còn anh em dân tộc thì đi chợ thôi, đi chợ mua. Mấy cổ ổi to thế. Bên này các cái loại rau này, đây có một cái đống rau su su hay sao, rất là đẹp. Bên này mình để ý có hai cái cửa hàng bánh cuốn, bánh rán. Bên này mọi người đang ăn rất là đông. Bây giờ mình với các bạn đi tiến vào trong cái phía chỗ chợ cá nhé. Bởi vì là cá ở trên này cũng có một cái dòng sông chảy qua xã, được nối liền với Trung Quốc, rồi là chảy đi qua đây đi xuống các cái tỉnh ở phía dưới. Đây bà đây à, và với mấy người là bán dừa ở ngay cổng. Chào bà nhá. Bà đi bán ốc đi à. Đây chợ cá. Dãy hàng chợ cá này cũng rất là nhiều. Thì mình với các bạn là đi vào trong cái chỗ chợ cá này. Đây là cá rô thôi. Cá rô rất to. Mình đi cùng các bạn xem là có cái loại cá nào nó đặc biệt một tí không nhé. Đây là cá chim cơ. Cá chim, bên này cá rô. Cũng như thì người ta cũng đều đi cất lại và người ta mang ra chợ bán thôi. Còn một số nhà ở đây quanh khu vực này như mình biết ấy, thì có rất là cũng có một số nhà là người ta có cái ao rất là to và người ta cũng mang đi bán. Thì cá của nhà. À đây mình để ý đây thấy là có cái hàng chắc là đây là cá sông rồi. Vâng, cá sông. Chắc hôm qua mới vừa đi kéo chứ hả cô? Đây có phải con cá cá cháp à, cá cháp và cá trắng. Bây giờ ở đây cũng vẫn còn nhiều các loại cá trắng to này. Cái cá mà nó bắt được ở sông này cá nó bé bé thôi, nó không to đâu. Cá này mình bắt ở ao hay ở sông hả chị? Ao. À. Em thấy nhà mình cũng hay đi ra sông bắt thì phải đúng không? À. Đây cá này, hàng này được chặt ra mổ sẵn ở đây rồi. Ồ, còn to thế. Con này chắc là tầm 3-4 cân. Thôi nếu mà đã đấy rồi thì bắt luôn. Thôi các luôn đi. Các cả đám trê luôn. Cá trê à? Cá trê không mua con cho bà đi mua đi. Trê này trê ao chứ bà? Ao nhưng mà ao người ta nuôi dân dã nó ngon. Có 1-2 con. Đấy, thấy tiếp tục lại mình với các bạn này đi xuống bên dưới này thì ở cái khu dưới này này. Trước đây là mình chưa thấy anh em người Mông người ta bán cái đồ thổ cẩm ở đây đâu. Nhưng bây giờ quan sát mới thấy thôi. Thì mình với các bạn là đi xuống bên dưới đấy. Chị mấy anh ở tận đâu về đây bán cái hàng này hả chị? Ở đây mà. À đây à? Nhưng mà trước đây là ở đây làm gì đã thấy bán đúng không? Chắc chỉ một năm trở lại đây thôi đúng không? Ở cái chỗ mấy cái dãy hàng này này. Ở mấy năm đây rồi. À đây à? Bởi vì là em là người đây mà, nhưng mà trước đây không thấy bán đây đâu. Bây giờ nó mới mở rộng ra nó mới thấy bán này. Vâng, em cũng đi làm một thời gian em mới về em bảo bây giờ chợ đừng mở rộng hơn rồi.
Vâng. Anh ở thế anh ở thôn nào? Anh ở đây Khởi Xá này. À đây à? Thế mình người Mông chứ? Vâng. À đây, người Mông thì mới đi bán đồ người Mông này nhá. Đấy, có những cái bộ quần áo rất là đẹp. Mấy cái bộ kia là mấy triệu các bạn. Đấy, bên dưới này cũng được bày bán rất là nhiều. Hầu như bán cái đồ này toàn là anh em người Mông thôi. Cái này là mình mua về để thêu chứ đúng không chị? Cái này thêu thêu đồ gì cũng được à? Hay là mình thêu khăn quàng cổ? Đây là chị gái đang đi mua chỉ đây, về thêu chắc là về thêu cái gì đó cho chồng thì phải. Đây có mấy cái dãy hàng cơ, dọc từ đây sang kia các bạn. Em ơi, anh hỏi tí được không? Mình ở thôn nào em? Ở đâu cơ? Bản Mẹ Thượng à? À đây là mẹ à? Thế sáng nay đi chợ cùng mẹ thôi gì? Mua được cái gì chứ em? Chưa? Đừng ngại. Đây mọi người đang trao đổi mua bán. Thì ở đây là nó không biết là có phải phân hay không, nhưng mà chắc là không phải đâu, bởi vì là nó phân theo các cái loại mặt hàng thôi. Thì ở bên này thì hầu như là toàn là anh em người Mông bán cái đồ thổ cẩm, rồi là một số cái vật dụng của dân tộc Mông ấy. Đây mình để ý đây. Đây có phải là cái loại thuốc bổ không nhỉ anh nhỉ? Thuốc chuột á? À đây. Cái này lẫn cơm nguội đúng không? À, lẫn cơm nguội bình thường. Cái này là thuốc chuột đấy. Cái lọ này là lọ thuốc gì hả anh? Đau bụng à? Ai cũng uống được đúng không? Mình đóng rượu nhiều làm lọ xem. Ở bên này thì bán các loại giống rau củ quả. À nhưng mà thấy cái này muốn hỏi chú tí. À, chú cho cháu hỏi tí. À, cái này là thuốc gì chú? Bổ máu à? À cái này chỉ dành cho phụ nữ thôi chứ à? Là trẻ con, là người già. À đấy. Rất là nhiều các cái loại thuốc đây, làm cả một cái lọ như kiểu cái quả hồ lô này, rất là đẹp đây. Thuốc này thuốc gì à chú? Là thuốc bị gà trâu ngựa ốm cho nó ăn. À chắc là à, rồi. À cái đấy là cái đấy là xuyên lỗ tai hay sao phải không? Phải không chị? Cái này là hạt gì? À thuốc mì chính à? À bên này thì cũng bán các cái loại rau rồi là thuốc. Thì cái này à cháu mượn một tí nhá cô nhá. Cái này là thuốc gì hả cô? À chị Po. Là không biết thì mình cũng không biết, toàn là tiếng toàn chữ Trung Quốc thôi. À, rộng phết đấy các bạn ạ. Đây bán các cái loại vòng. Cái này là chắc là bằng đồng ấy cô nhỉ? Đồng. À. À. Nhưng mà nhắc như tê lơ đấy. Lan lần tới nay chứ, lan năm chi đây chứ. À thế nghe tiếng là biết là dân Tùng Nùng, đoán một tí rồi. Hỏi cô là người dân Tùng Nùng ở trên huyện nhá, huyện Bắc Hà các bạn. À thế là cô xuống đây bán lâu chưa? Được 20 năm rồi. Không ở đây cơ mà. 20 năm rồi. 20 năm rồi. Chuyển ở trên chợ kia xuống, chuyển ở chợ cũ ở đây này. À đây à. 20 năm rồi. Bây giờ chợ nó mở rộng như này xuống như đấy. Cháu đi làm một thời gian cháu mới về, cháu bảo bây giờ ở đây bán đồ thủ cẩm mình nhiều đấy. Cháu đi làm cái gì? Vâng, trước cháu đi làm công nhân mà. Vâng vâng. Giờ về nhà rồi. Vâng vâng. Đây các cái túi của dân tộc, cái này thì cũng chả biết túi của dân tộc nào đâu cô nhỉ. Người gì cũng đeo được, người gì cũng đeo được hết. Mình
Ở đây còn một cái hai cái dãy hàng nữa. À chào em. Chào em. Em ở thôn nào? Em ở Bắc Hà. À Bắc Hà xuống đây toàn người Bắc Hà, bởi bán thủ cẩm anh để ý hỏi toàn người Bắc Hà thôi. Đây em ấy cũng có một cái gian hàng của mình đây, bán rất là nhiều các cái loại quần áo của anh em đồng bào dân tộc Mông ấy, toàn là bộ quần áo đắt tiền ấy. Mà những cái cô gái người Hơ Mông mà các bạn thấy qua ở trên các cái kênh khác ấy. Thế một mình em đi bán rồi à? Hay là sáng đi cùng ai? Anh à? Anh hay chồng? Chồng à? Nói thật chắc không được nói dối nhá. Sáng chắc là xuống đây sớm lắm em nhỉ? À 5 giờ xuống, sẽ đi ô tô hay đi xe máy? À. Mà nhà em ở xã nào cơ? Gần nhà ai ở trên đây? À biết rồi, đấy là Na Hối Tày chứ đúng không? À cây 4 à. Ơ thế kia cũng là mẹ mình gì? Bên kia. À cô đó gì? À một cô gái rất là xinh đi bán. À mà em dân tộc gì? À Mông à? Bởi vì bây giờ không căn cứ là người Mông mới đi bán đồ người Mông đâu các bạn. Bởi vì cũng có rất là nhiều dân tộc khác người ta đi bán cái đồ thổ cẩm này đấy. Và anh chào em nhé. Về đến đây thì hết rồi các bạn. Đây cũng có một cái gian hàng nữa. Về đến đây thì của bà chị đây. À, những cái bộ trang phục của cô gái người Mông thì những cái trang phục này nó cũng phân ra làm rất là nhiều các loại trang phục, ví dụ như đi chợ, đi chơi, đi ăn cỗ ghiếc ấy. Đấy thì nó cũng tùy thuộc lựa chọn của mỗi người mua và hình thức của mỗi người mặc nó thôi. Còn đây là cái gian hàng cuối cùng rồi các bạn. Về đến đây thì gian hàng cuối cùng rồi. À chào cô nhé. Chắc là mình cũng rất là quen với lại ống kính của các cái YouTube đi rồi đúng không? Nhà chị ở mãi đâu chị? Ở đâu cơ? Cốc Lầu. À anh em người Mông mình trong Cốc Lầu. Thế là nhà mình tham gia bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi à? À thế em không nói được tiếng Kinh mấy à? À nhưng mà có phải người ở trong tỉnh Lào Cai không? Có à? Thế chắc là cũng ít đi chợ nhỉ, bởi vì tiếng Kinh cũng không biết mấy. Chị không biết viết tiếng em ấy không biết tiếng Kinh mấy. Rồi chào em với lại cô nhé. Tức là nhà bà ở đây chứ bà? Cô ở Bát Tư. Bát Tư à? Thế là cô cũng chuyên đi bán các loại gia vị. Mình quan sát ở đây là có rất là nhiều các loại gia vị đây, rồi là một số các cái đồ dùng để phòng tránh trong cái cuộc sống mình mà bị ốm đau đau bụng ấy. Đây có nhiều các loại thuốc. Thế là cô chợ nào cũng đi à? À đây à, có con à đây à, thế là bà cũng đi rất là nhiều chỗ chợ đúng không? À. Con đi bốc cầm đi mua cá mua cầm được mà con. Đây có rất là nhiều các loại gia vị đây các bạn. Đấy. Thảo quả này, hạt tiêu này, cái à thuốc bổ bụng, nhưng mà tên nó là gì hả bà? Vâng. Cái này gọi khó gọi lắm. À khó gọi lắm. Cái này là cái gì đấy bà? Nhìn thấy cũng hay này. Vâng. Cái này cũng là thuốc. À thuốc. Cả đây là thuốc. Nhiều loại thuốc chưa biết tên đúng không? Tên mà. Đây hoa hồi đây. À vâng. Thế là cứ gọi theo, bởi vì là các bạn phải thông cảm là. Ở đây đi các cái phiên chợ này cũng có rất là nhiều phiên chợ ấy, hỏi là loại thuốc gì họ bảo không biết nói tiếng Kinh, chỉ nói được tiếng dân tộc. Nhưng mà họ nhìn họ biết dùng. Vâng, cái này cháu nhìn thấy rất là lạ đấy bà. Sần sa. Sần sa. Sần sa, chu sa. À. Nhưng mà cái này là dùng để làm cái gì hả bà? Cái sần sa này bổ tim bổ ốc bổ sức. À cái này nấu à hay là làm canh như nào? Không, cái này lấy về tầm quả tim. À đây à. Vâng, rất là lạ bởi vì nhiều cái mình cũng chưa biết. Vâng, chào bà nhá, chúc bà bán được nhiều hàng nhá. Vâng. Từ bên này dọc sang bên này thì đều bán những cái loại dụng cụ thiết yếu ở trong gia đình ấy, như nồi niêu xoong chảo, rồi là đèn pin, rồi ghế xô chậu.
với lại chổi ước ấy các bạn. Cũng không có gì nhiều đặc biệt thì mình sẽ không đi vào bên đấy nữa. Bên này thì mình quan sát thấy thì có hai cái cửa hàng bán trang sức. Nói chung là cái đồ làm đẹp cho mọi người ấy. Đây là của bà chị thì mình để ý thấy ở cũng đi rất là nhiều các cái phiên chợ trong huyện cũng như huyện khác. Ôi giời, em bé đi mua Jeep đánh răng à? Đã chọn được cái nào chưa? Chưa à? Nay cháu đi học lớp mấy rồi? Cún. Lớp 1 à? Nhà ở tận đâu? À, chưa biết thôn nhỉ, sáng nay đi chợ ngoài. À, đi học lớp 1 rồi chưa nói được nhiều nhỉ, cũng vẫn còn rụt rè lắm. Đây mọi người đang mua các cái đồ trang sức đây, rất là vui nhộn ở những cái này, những cái chỗ cửa hàng cái này là các cô gái rồi các chàng trai mua để tặng rồi là mua mình mang về dùng, rất là vui tấp nập. Một cái thì 10.000, một miếng thế này là 10.000. Cái đầu của em là lấy cái em cái ở giữa, cho em lấy cái ở giữa thôi. Chị bóc ra để em xem. Ở đây thì bán các cái loại giống cây trồng, giống về phát triển nông nghiệp ấy. Cây ngô rồi là cây lúa này. Bên này thì bán rất là nhiều các loại thuốc phun trừ cỏ này, thuốc sâu này. Bên này là bày bán các cái loại mặt hàng như là bán thuốc lào nhiều, là bán thuốc lào thôi đấy. Bên kia thì mình có quan sát thấy thì có bán cái chải quăng các bạn. Mấy cái phiên chợ khác thì mình không thấy, nhưng mà phiên chợ này thì đấy có cái chải quăng này, bởi vì ở trên này nó có ao hồ rồi là sông suối, có những cái vũng to rất là nhiều, mua cái này về để quăng cá. Bên này thì là các cái loại bán thực phẩm như là thịt lợn ấy, thì mình cũng sẽ không đi vào trong đấy nữa, bởi vì là ở đây hầu như cũng đều là anh em đồng bào dân tộc Kinh người ta bán đâu, với lại nó cũng không có khá là nhiều cái sự khác biệt đâu, toàn là lợn trắng thôi. Ở bên này thì được phân chia ra thành hai cái dãy, và bên dưới này là cái lòng đường để cho mọi người đi, còn hai bên này thì mình quan sát thấy đây như các trước mắt các bạn đây nhìn thấy là các cái mặt hàng quả, hoa quả này, rồi măng, xoài, ước bây giờ vẫn còn. Còn bên này thì là mặt hàng như đậu, ước này rất là nhiều, đông vui lắm, cái khu này đông vui lắm. Đấy, mình với các bạn này cứ đi có qua một tí thôi nhé. Rồi bánh rán này, hầu như khu này là toàn là bán đậu giá này, đỗ này, đậu rất là nhiều. Đi cả chợ bây giờ để ý là thấy có mỗi ở đây anh là bán cái đồ này là nhiều nhất. Anh ở máy đâu về đây bán hả anh? Anh ở Simacai. À Simacai, người Mông Simacai nhà mình đúng không? Vâng. Chắc là xuống đây chợ xa này đi đến sớm anh nhỉ? Anh nhỉ? Sớm mà, đến đây còn chưa sáng mà. À đây à. À, bây giờ đây mình đang ra cổng chợ rồi các bạn. Thì ở bên kia nó mở nhạc hơi to quá, mình không thể tiến sát vào kia được. Thì tổng kết lại ở trong cái chợ này ấy, thì nó là một cái chợ của xã, họp 2 ngày trong vòng 1 tuần. Thì nó cũng không có nhiều sự khác biệt. Sự khác biệt ở đây là cái chợ này nó cũng khá là đông so với các cái chợ xã. So với các cái xã khác thì cái xã này là chợ cũng khá là đông các bạn ạ. Thì cũng đều buôn bán các cái loại mặt hàng ở chợ nào cũng có thôi. Còn video của mình xin phép được kết thúc dừng ở đây. Rất là mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé.